Ngồi xuống đi. Nè anh em nghe đây, từ trước tới giờ tiền thưởng của khách chia làm 4, nhưng bây giờ mình phải chia làm 5, tại vì có thêm thằng Lộc nữa. Tuy là thằng Lộc nó không trực tiếp hầu hạ khách, nhưng mà cũng nhờ nó đứng ngoài cửa niềm nở vui vẻ đón chào khách, thì khách mới vui vẻ mở hầu bao mà thưởng cho anh em mình. Như vậy nếu mình không chia cho nó thì rất bất công. Nè, đây, mỗi anh em 3 đồng. Cầm. Sao, anh em có ý gì không? Không có ý gì thì quyết định vậy nha. Nếu vậy thì Lộc, đây là 3 đồng tiền thưởng của mày. Dạ. Cầm lấy. Cảm ơn huynh. Thôi, nếu không còn gì thì anh em tiếp tục đi làm đi. Làm tốt ha. Đi đi. Thôi đi làm đi. Đây. Lẹ đi mày. Huynh à, tôi không có công cán gì, sao huynh lại chia cho tôi? Anh em có vẻ bằng mặt mà không bằng lòng. Kệ tụi nó đi, mình là anh em tốt mà, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Tôi không ngờ vẻ bề ngoài ăn nói cộc cằn mà bên trong huynh lại có tấm lòng nghĩa hiệp như vậy. Huynh sẽ là anh em tốt nhất của tôi từ đây. Mày á, đừng có khách khí, tao không quen chút nào hết á. 3 đồng này á, tôi cảm ơn huynh nha. Ê, bữa giờ nhà anh có chuyện, anh kẹt tiền quá, cho nên 3 đồng này coi như là mày cho anh mượn, sau này có anh sẽ trả lại cho mày. Đa tạ mày trước nha. Đi à. Đúng là ở đời không ai cho không ai bao giờ. Mày đã dạy cho tao thấm thía câu này rồi đó. Mày cứ đợi đi, một ngày nào đó tao thoát ra khỏi cái vũng lầy này, ra được sông cái, thì tao sẽ quay lại đòi lại 3 xu này.